Kinh doanh online đa kênh thì kênh nào là ngon nhất và có nhiều khách hàng tiềm năng nhất? Chúng ta nên đầu tư kênh nào? Có thể nói đây là một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn đang quan tâm khi các bạn đang tham gia kinh doanh online. Bởi vì các bạn thấy hiện nay là song song các cái nền tảng đang rất là cạnh tranh với nhau, như là TikTok, Facebook, YouTube, fanpage, Reel, vân vân. Và cũng như là các sàn thương mại điện tử luôn, có rất là nhiều cái nền tảng đang cạnh tranh với nhau như vậy, thì chúng ta nên đầu tư, nên tập trung cái kênh nào? Thì khi mà có nhiều cái nền tảng mở ra cho chúng ta như vậy thì chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội, có rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta tham gia kinh doanh online, phát triển kinh doanh online. Nhưng mà chúng ta bên cạnh những cái cơ hội đó thì chúng ta cần phải xem xét là cái kênh nào nó phù hợp với mình. Thì hầu hết các kênh này thì kênh nào nó cũng rất là tiềm năng cả nhà, kênh nào cũng rất là tiềm năng. Ví dụ như Facebook sẽ có cái tiềm năng riêng của nó, TikTok cũng vậy, YouTube cũng vậy. Đấy, mỗi một kênh nó sẽ có cái ưu thế riêng, cái tiềm năng riêng của nó. Thì chúng ta sẽ xác định là mình thích cái kênh nào, cái ưu điểm của cái kênh đó là gì, ưu điểm vượt trội của cái kênh đó là gì, và có mình có phù hợp để mà mình phát triển nó hay không. Chứ ví dụ như là mình có cái khiếu làm video, dạng video ngắn có kịch bản mà mình làm theo kiểu là ở trên TikTok các bạn thấy là có rất là nhiều người, người ta đóng kịch đó, người ta làm rất là hay. Đấy, nếu mà mình có cái khiếu đó thì mình hoàn toàn có thể là xây dựng nội dung tương tự như vậy ở trên cái kênh TikTok. Đấy, và hoặc là về nấu ăn. Đấy, có rất là nhiều cái nội dung rất là hấp dẫn ở trên TikTok. Nếu như mình có cái sở trường đó thì mình hoàn toàn có thể là tập trung vào cái kênh TikTok để mà mình phát triển mạnh nó. Còn nếu như mà mình thấy là mình không có những cái sở trường đó thì mình sẽ chuyển hướng sang những cái kênh khác và mình tập trung phát triển những cái kênh khác. Thì đối với mỗi người sẽ nhìn thấy được cái tiềm năng, cái lợi thế riêng của cái kênh mà mình đang xây dựng. Đấy, có bạn thì phù hợp với YouTube, có bạn thì sẽ phù hợp với TikTok, có bạn thì sẽ rất là giỏi về fanpage, vân vân. Thì mình phải xác định được là mình tập trung cái kênh nào, mình làm mạnh cái kênh nào đó, cho chắc cái kênh đó. Khi mà mình đã làm chắc cái kênh đó rồi, có kết quả cái kênh đó rồi, thì mình hoàn toàn có thể là lấn sân sang những cái kênh khác. Chứ chúng ta không có làm song song đồng thời nhiều kênh sẽ làm cho chúng ta bị rối, làm cho chúng ta là không có tập trung và không có đạt được cái hiệu quả đó. Thì đây là một số cái thông tin để giúp cho các bạn tham khảo, có cái định hướng để giúp cho các bạn là xây dựng những cái kênh bán hàng đúng và nó đạt được cái kết quả như mà mình mong muốn nha. Thì chúc các bạn áp dụng thành công.